kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự cập nhật những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Sau đây sẽ là những thông tin chính sách nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên trợ lý Phó Thủ tướng. Cưỡng chế tháo dỡ biệt phủ xây dựng trên đất nông nghiệp ở Pleiku. Diễn biến mới vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng. Buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên trợ lý Phó Thủ tướng. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên trợ lý Phó Thủ tướng. Ông Nguyễn Văn Trịnh bị kỷ luật do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị Ban Bí thư kỷ luật về Đảng. Trước đó, ngày 16 tháng 12 năm 2022, cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Văn Trịnh. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Trịnh do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ. Cán bộ này còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những sai phạm của ông Trịnh, theo Ban Bí thư, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Ông Trịnh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 30 tháng 11 năm 2022 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định ông Nguyễn Văn Trịnh với vai trò là trợ lý Phó Thủ tướng đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật. Ông Trịnh cũng là người góp phần giúp công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Cưỡng chế tháo dỡ biệt phủ xây dựng trên đất nông nghiệp ở Pleiku. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tiếp tục có công văn yêu cầu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình biệt phủ vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Tuấn Khanh. Cụ thể, ngày 13 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao Ủy ban Nhân dân xã Chư Á chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục đối với công trình biệt phủ vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Tuấn Khanh, 47 tuổi, ngụ tổ 7, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku. Tại văn bản chỉ đạo số 710 UBND-TNMT, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Chư Á khẩn trương thi hành quyết định số 3174/QĐ-CCXB ngày 5 tháng 12 năm 2022 buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm diện tích 1.353m2 trên đường Nguyễn Bá Lai thuộc làng Do Khoa, xã Chư Á, thành phố Pleiku. Báo cáo về kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 3, Phòng Tài nguyên Môi trường có nhiệm vụ theo dõi đôn đốc hướng dẫn thực hiện. Đây là lần thứ tư Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku có văn bản yêu cầu thi hành cưỡng chế công trình vi phạm này. Trước đó, từ năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Chư Á, phường Thắng Lợi phát hiện việc xây dựng cụm công trình trái phép trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Tuấn Khanh và xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thiếu giám sát để cho ông Khanh hoàn thành công trình. Năm 2022, công trình hoàn thiện với nhiều hạng mục xây dựng trên đất nông nghiệp như nhà chòi bát giác bằng gỗ nền lát gạch rộng 15m2, nhà chòi lục giác khung sắt lợp tôn nền lát gạch 134m2, nhà gỗ nền lát gạch diện tích 86,5m2 với tổng diện tích vi phạm là 1.353m2. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 87/QĐ-XPHG với mức phạt là 22,5 triệu đồng và buộc ông Khanh tháo dỡ công trình vi phạm để khôi phục hiện trạng, thời hạn là 15 ngày. Tuy nhiên, ông Khanh không thực hiện khắc phục theo đúng quy định mà làm đơn kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku ra tòa, yêu cầu giải quyết hủy quyết định số 87/QĐ-XPHG ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngay sau đó, để giải quyết đơn của ông Khanh, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra văn bản cấp yêu cầu tạm thời dừng việc thi hành cưỡng chế công trình của nguyên đơn. Đầu tháng 3 năm 2023, ông Nguyễn Tuấn Khanh rút đơn kiện, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện đình chỉ giải quyết vụ án hành chính và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Liên quan vụ việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku đã chỉ đạo phòng nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan. Diễn biến mới vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân. Trước đó, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Phan Thanh Hữu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Phan Lê Hoàng Anh, 16 năm tù; Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, 17 năm tù về tội buôn lậu. Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy, 58 tuổi, cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo mức hình phạt bằng thời gian tạm giam, 3 bị cáo được hưởng án treo, 10 bị cáo phạt tiền thay phạt tù từ 200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng và nhiều bị cáo bị phạt mức án từ 1 đến 2 năm tù. Sau phán quyết trên, có 29 trên 74 bị cáo bị kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Có 14 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự trong vụ án. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị tăng hình phạt đối với 28 bị cáo. Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, có 3 bị cáo là Đinh Văn Đoàn, Trần Văn Việt, Nguyễn Văn Khoa rút kháng cáo. Các bị cáo này không bị kháng nghị tăng hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, luật sư của bị cáo Đinh Văn Đoàn cho rằng, trước khi tòa án ra quyết định xét xử, bị cáo Đoàn đã tiếp tục kháng cáo. Đến nay, hội đồng xét xử vẫn chưa nhận được đơn nên chưa triệu tập bị cáo. Luật sư của bị cáo khẳng định đã gửi đơn từ trại giam của Công an tỉnh Đồng Nai nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Ngoài ra, có 28 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc không áp dụng hình phạt tiền. Hội đồng xét xử đã triệu tập 50 bị cáo đến tòa để xét xử và có một bị cáo tại ngoại vắng mặt. Tòa lưu ý có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với các bị cáo vắng mặt để đảm bảo các bị cáo có mặt đầy đủ. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại dự kiến từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4. Theo hồ sơ vụ án, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai xác định trên địa bàn nổi lên tình trạng pha chế xăng giỏm, buôn bán xăng nhập lậu. Sau khi thu nhập tài liệu, chứng cứ, ngày 6 tháng 2 năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phạm Đức, 49 tuổi, ngụ Đồng Nai, đang điều khiển xe bồn vận chuyển xăng không rõ nguồn gốc chứng từ. Từ lời khai của Đức, lực lượng chức năng khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt khám xét nhiều địa điểm kho chứa cây xăng, trụ sở làm việc và bắt giữ nhiều người trong đường dây tội phạm tại tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra xác định, đường dây buôn lậu do Phan Thành Hữu cầm đầu tổ chức. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 953, trong đó có 2,5 triệu lít xăng chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy, loại xăng này có chứa methylbutyether vượt ngưỡng quy định, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định đều làm giả xăng A95. Quá trình nhập lậu xăng dầu, Phan Thanh Hữu nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu đang triển khai kiểm tra các tàu hàng. Từ đây, Hữu tìm cách tiếp cận, gặp gỡ ông Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu để nhờ giúp đỡ. Hồ sơ thể hiện, bị cáo Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 đô la Mỹ và một thẻ ATM với số dư là 100 triệu đồng trong tài khoản.